Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Dù công việc mỗi người đều rất bận rộn nhưng cả hai vợ chồng luôn dành hẳn thời gian để đi du lịch, giải trí. Một trong những điểm ấn tượng của cặp vợ chồng son này chính là những hành động tình tứ, ôm chặt lấy nhau mỗi khi ở gần. Trấn Thành Ha Ji Eun thân mật khi đi du lịch nước ngoài. Vừa qua, trên trang cá nhân các nghệ sĩ như MC Trấn Thành, Lê Giang, Thu Minh đều liên tục chia sẻ hình ảnh của họ tại chuyến đi chơi Đài Loan. Dù đã vào dịp cuối năm, mọi kế hoạch đều phải gấp rút hoàn thành nhưng mọi người vẫn dành thời gian để có thể đến những địa điểm du lịch, xả stress, tái tạo năng lượng mới. Nam MC tài năng khoe, ngôn tình nữa nẻ, mà chụp hai máy nên nhìn hai hướng. Cặp đôi diện trang phục tông xuyên tông, Ha Ji Eun mang túi xách hàng hiệu và ôm chặt lấy tay ông xã. Hai vợ chồng tiếp tục có những khung ảnh tự nhiên nhưng lầy tình tứ, lãng mạn giữa đường phố nước ngoài. Những người đi chơi lẻ bóng hài hước chứng kiến cảnh ngọt ngào của cặp đôi này dù trời đang mưa. Điều gây chú ý nhất của nam diễn viên chính là dù ở nơi đâu anh vẫn ôm trọn người phụ nữ của mình trong vòng tay. Với tinh thần ăn uống cao, đam mê ẩm thực bất giảm thì đi du lịch cũng là dịp để họ thưởng thức thực đơn đặc sắc. Cuộc sống hạnh phúc của cặp đôi sau kết hôn. Vợ chồng Ha Ji Eun về chung mái nhà từ ngày 26 tháng 12 năm 2016, tính đến nay đã khoảng 3 năm chung sống. Sau 9 tháng bị chỉ trích và hoài nghi thì họ chứng minh tình yêu của mình bằng những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Ha Ji Eun ngày càng xinh đẹp hơn kể từ khi làm vợ Trấn Thành, ngầm thể hiện mình luôn được yêu thương và chăm sóc bởi người chồng tốt. Một người sợ kết hôn, sợ ràng buộc như anh lại cảm thấy hài lòng khi cưới cô vợ Hàn Quốc. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.